Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp những cây son tone đỏ mình rất thích dạo gần đây. Vào thẳng vấn đề với cây son đầu tiên, Flossom Creamy Lip Stain màu Sunday Morning, một sự lựa chọn vô cùng an toàn, nhanh gọn trong những ngày môi mình bị khô. Sẽ có chất son kem mềm, nhiều dưỡng. Son có hai điểm cộng lớn là lên màu khá và rất mềm môi. Dù nhiều dưỡng nhưng không bị dày cũng như là không bết, không xê dịch. Màu Sunday Morning được miêu tả là một màu đỏ hồng trầm, nhưng mình thấy nó thiên về màu đỏ gạch hơn. Màu này không kén da và dễ dùng, tuy nhiên hơi xịn men răng một tí. Độ giữ màu của son thì tầm 3 tiếng thôi. Finish sẽ hơi bóng nhẹ, sinh hoạt sẽ bị dây ra. Ăn uống thì màu trôi gần hết, stain rất nhạt và nếu ăn uống bữa lớn thì sẽ trôi hết. Tiếp theo là Lemonade Super Tiger màu 01 Rare. Đây là một tone đỏ hồng trầm hơi nghiêng về khuôn tone. Chất son của bạn này là dạng kem lỏng khá mỏng, độ lên màu ở mức khá tốt. Chất này set lại rất nhanh cho nên phải thao tác nhanh tay. Điểm cộng của chất son này là khi khô lại thì không lem khẩu trang và có thể giữ màu khoảng 5 tiếng. Tuy nhiên thì bạn này sẽ không hợp với môi khô và nhiều vẫy da chết. Khi dùng thì nên lót trước son dưỡng. Màu 01 Rare có độ trầm vừa, không làm khuôn mặt bị dư nhưng vẫn cần make up. Với mình, một người có neutral undertone thì màu này vẫn không bị chói, khá trắng da và không xỉn men răng. Thì mình sẽ trả lời ngay là Gila Longwear Lip Cream màu 08 Take a Sip. Mặc dù là màu đỏ hồng nhưng bạn này cực kỳ tôn da và làm trắng răng mình luôn. Khi đánh chuẩn màu thì bạn này sẽ thiên đỏ, chỉ khi đánh nhẹ mới thấy base hồng nhiều thôi. Và mình nghĩ không chỉ riêng mình mà mọi người đều có thể dùng màu này. Độ trầm của nó rất là vừa, không sợ mặt bị tối đi. Chất son của bạn này rất mềm mướt và có độ ẩm, khi dùng thì không sợ khô môi. Finish của son ẩm mịn và độ che phủ của son ở mức khá tốt. Tuy nhiên thì son dễ dây ra khi sinh hoạt, ăn uống, đeo khẩu trang. Độ giữ màu trung bình khoảng 3 đến 5 tiếng không ăn uống. Son để lại màu rất nhạt sau khi trôi. Năm nay rồi. Và đây thực sự là một trong những cây son đỏ mà mình rất rất thích. Mình thấy có nhiều bạn bảo chất son vón, không đều, nhưng mà mình dùng thì lại không thấy vậy. Bạn này có chất nhung xốp, khi đánh lên môi và tán ra thì rất đều màu, finish che phủ rất tốt. V17 là màu đỏ rượu có pha ánh đen, màu cực trầm và cuốn hút. Cá nhân mình khi dùng thì thấy bạn này không bị ngã về ánh hồng hay tím quá nhiều. Đây là một màu rất tôn da và trắng răng, nhưng đòi hỏi phải có make up. Son có thể giữ màu 5 đến 6 tiếng, khi son trôi vẫn còn lại một ít màu son chứ không trôi hoàn toàn. Mặc dù là một cây son khá cũ nhưng mình vẫn rất hay dùng màu này vì mình là một người mê son trầm. Màu Hazelnut Beer ghi điểm với mình bởi thiết kế son xinh xắn, lạ mắt và cầm nặng tay. Tiếp đến là chất son bơ mềm với độ lên màu tốt, mặc dù lì nhưng không gây khô môi. Môi mình đang khô thì vẫn dùng son được. Bạn này chỉ giữ màu tầm 3-4 tiếng thôi. Chất son khá tẹp môi và ráo nên ít bị dây ra khi sinh hoạt. Nếu ăn uống thì son sẽ trôi gần sạch luôn, chỉ còn lại phần viền môi thôi. Màu Hazelnut Beer khi swatch ra tay là một màu đỏ nâu có nhiều ánh cam, nhưng lên môi thì hầu như màu son thiên đỏ, rất ít cam. Sắc nâu không quá nhiều cũng như là độ trầm rất vừa phải. Đây sẽ là màu son phù hợp cho nhiều tone da, và nhất là những bạn thích dùng son đỏ nhưng sợ màu quá trầm đậm nha. Creslan Lulu Pink Lip Gloss màu G05 là một cây son mà mình thấy cực kỳ phù hợp cho mùa hè luôn. Thiết kế son cũng cực kỳ xinh xắn, trẻ trung, với biểu tượng là chú heo Lulu rất dễ thương. Là một collection đặc biệt, nhưng chất son thì không có khác biệt so với dòng son bóng Sweet Kiss.
Bạn này sẽ có chất gel sền sệt hơi dày, khi đánh lên môi sẽ cảm nhận được sự the mát và môi sẽ có cảm giác căng đầy hơn. Chất này nếu trồng quá nhiều sẽ hơi bết và xê dịch, cho nên chỉ cần đánh tầm 2-3 lớp thôi. Là lip gloss nhưng bạn này có thể giữ màu được tầm 4 tiếng và vẫn có stain màu nhạt. G05 là màu đỏ cam đất, sắc đỏ và cam tương đương nhau, nên màu này sẽ rất dễ dùng và không kén da. Một cây son đỏ mà mình cực kỳ mê và nâng niu trong tất cả các cây son đỏ mà mình có, đó là MAC Powder Kiss Liquid Lip Color màu 995 Fashion Sweet Tea. Mặc dù là một màu đỏ hồng đất nhưng bạn này sẽ không bị hồng quá, độ trầm cũng vừa, khi đánh đậm thì màu thiên đỏ hơn, cho nên khi đánh son thì mặt trông rất tươi tắn và trẻ trung luôn. Chất son kem Powder Kiss thì nhận được nhiều đánh giá khác nhau. Đây là chất kem nhung có bột mịn, khi tán đều ra kỹ thì finish mịn ly và độ che phủ cũng rất tốt. Với mình thì mình rất thích chất son này, kèm theo đó là độ dưỡng màu tốt, 5-6 tiếng không ăn uống. Các cây son đỏ mà mình thích. Và video đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.